Sống biết giữ miệng, giữ tâm, muôn đời sướng. Kính chào quý khán thính giả đang theo dõi kênh Triết Lý Cuộc Sống. Quý vị thân mến, trong cuộc sống, có những khi ta lâm vào cảnh ngộ không biết bấu víu vào đâu, đành buông tay bất lực, và chỉ lúc ấy ta mới cầu trời khấn Phật, mong cho tai qua nạn khỏi. Một điều mà lúc bình thường ta không bao giờ nghĩ đến. Hay trong lúc vướng vào thị phi, ta lại trách người, oán đời, rồi đổ lỗi cho số phận. Nhưng con người ta thường quên mất một điều rằng, người luôn rèn tâm dưỡng trí, thì dù sống ở đâu cũng có thể tạo dựng số phận cho chính mình, chuyển bại thành thắng. Ngược lại, người buông thả bản thân, dù có được đặt ở vị thế tốt đến đâu, cũng sẽ tự làm cho mình lụi bại. Vượng khí tốt nhất của cả đời người nằm ở hai điều tâm hảo và chúy từ, tức lòng tốt và miệng lưỡi tử tế. Nếu chẳng may, một ngày bạn rơi vào chốn thị phi loạn lạc, thì hãy nhớ đến hai điều sau đây, mọi việc trong đời bạn sẽ thuận buồm xuôi gió. Điều thứ nhất, nơi đông giữ miệng. 1. Không gieo rắc tin đồn. Người xưa dạy rằng, lời thị phi dừng nơi người trí, không thổi phồng hay bóp méo sự việc, không nói lời đồn ác, không lấy chuyện làm quà. Những gì không thuộc về bạn, những gì chỉ là tin đồn, nếu bạn có thể nghe thấy, thì hãy để chúng dừng lại tại bạn. 2. Không nói lời tranh biện. Một vị sư lên rừng nhặt củi, trên đường về gặp một cậu bé đang chạy chơi đùa, hái hoa bắt bướm. Vị sư đến gần hỏi, trên tay con cầm gì thế? Cậu bé láo cá, đố thầy biết đó, nhưng nói sai thầy phải mất cho con bó củi nhé. Một con bướm đã chết đúng không? Sai rồi, con bướm còn sống nhé thầy. Rồi cậu tung con bướm bay lên trời. Vị sư cười nói, củi của con đây, cầm về đi. Thằng bé hí hửng đem bó củi về khoe cha. Ông tái mặt, bước đến nhéo tay thằng con. Đem bó củi lên chùa trả rồi xin lỗi sư ngay. Thằng bé vừa đi vừa la, nhưng con thắng mà. Đến chùa, hai cha con chắp tay xin lỗi. Vị sư chỉ nhẹ mỉm cười gật đầu. Trên đường về, cậu bé vẫn hậm hực. Người cha nhẹ nhàng nói, nếu sư thầy nói con bướm còn sống, con cũng bóp cho nó chết đúng không? Từ đầu, ngài đã định đem bó củi để đổi lấy một mạng sống rồi đó. Thằng bé lặng lẽ cúi đầu. Sự ngạo mạn và hiếu thắng luôn lấy hết lý trí của con người. Đôi khi, tưởng một người nhẫn nhịn, lùi bước, không tranh cãi là ngốc nghếch, dễ bắt nạt, mà đâu biết rằng chỉ là do họ rộng lượng, nhìn thấu hết thảy nhưng không muốn nói ra mà thôi. Kỳ thực, tâm thái rộng lượng là biểu hiện khí độ của bậc đại trí, cũng là phúc khí tốt nhất của đời người. 3. Không nói lời cao ngạo, ngông cuồng. Khẩu nghiệp thường gặp nhất là cao ngạo, nhanh mồm, nhanh miệng, làm tổn thương tới người khác, hoặc vì lợi ích của bản thân, vì thành kiến mà gây ra những mâu thuẫn xung đột và hiểu lầm không đáng có. Vào thời Tam Quốc, Dương Tu vốn là người có tài xuất thân danh giá, lại nổi tiếng hiểu rộng. Ông từng nắm quyền cao chức trọng, có ảnh hưởng trong triều đình. Dương Tu nhiều lần nắm được ý định của Tào Tháo, lại hồ đồ cao ngạo nói ra, khiến cho Tào Tháo ghét. Có lần, Tào Tháo thống lĩnh đại quân kình nhau với Lưu Bị, rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Mặc dù Tào Tháo rút đi, nhưng lại ngại ngùng. Một đêm nọ, thuộc hạ xin Tào Tháo khẩu lệnh trấn thủ ban đêm. Tào Tháo buộc miệng nói, kê lặc, nghĩa là gân gà. Dương Tu nghe vậy, bèn bảo một vài người thu xếp hành trang. Mọi người vội vã hỏi nguyên cớ. Dương Tu dương dương tự đắc nói, gân gà, thứ này ăn vào thì vô vị mà bỏ đi thì tiếc, chứng tỏ chủ công dự tính về nhà rồi. Quả nhiên không lâu sau, Tào Tháo ra lệnh rút quân. Việc Dương Tu đoán được ý đến tai Tào Tháo khiến Tào Tháo rất tức giận và muốn tìm cơ hội giết Dương Tu. Năm Kiến An thứ 24, Dương Tu cùng Tào Thực say rượu đi qua cửa Tư Mã, hạ nhục bộ hạ của Tào Chương. Việc trình lên, Tào Tháo mượn cớ Dương Tu tự cao tự đại, ra lệnh xử tử Dương Tu. Bài học rút ra
lời nói còn có thể mang lại tai vạ, nhiều lời ắt tổn đức, nhưng không nói cũng không tránh khỏi tổn đức. Giữa nói và không nói, ngoài việc dựa vào trí tuệ và kinh nghiệm để phán đoán ra, còn cần phải dựa vào thiện niệm và sự tu dưỡng của bản thân. Muốn tránh tạo ra quá nhiều khẩu nghiệp cho bản thân, nên nói ít và nói chậm lại. Đây là bước đầu tiên tu khẩu đức mà mỗi người cần phải học. Cổ nhân có câu rất hay rằng, chỉ một niệm mà khiến quỷ thần phẫn nộ, chỉ một lời mà làm tổn thương hòa khí của đất trời, chỉ một hành vi mà gây họa hại cho con cháu, mọi thứ đều nên cẩn trọng. Vậy nên, chúng ta khi nói năng cần vô cùng cẩn trọng, nếu không thì không chỉ rước họa vào thân mà còn gây tai vạ cho con cháu nữa. Những lời đáng giá nhất là những lời mang tính xây dựng, khiến con người nghe xong cảm thấy ấm áp, chân thành. Muốn làm được điều đó, cần có trí tuệ và sự tu dưỡng cao hơn mới có thể đạt được. Tiếp đến là nơi loạn giữ tâm. 1. Giữ tâm không xao động trước tham sân si. Một lần, vị thiền sư nói với những người đến nghe ông giảng đạo, gương có 3 ưu điểm mà con người không làm được. Gương có thể chiếu ra hình ảnh giống như vật, nhưng khi đi qua, đi rồi cũng sẽ không lưu giữ lại được hình ảnh của vật ấy. Con người có thể làm được khi sự tình đến thì tiếp nhận, khi sự tình qua thì quên đi không. Gương phản ánh chân thật, không phân biệt bần, sang, quý, tiện. Con người có thể làm được khi đối mặt với một người ăn mày và một quốc vương mà vẫn cung kính như nhau hay không. Gương phản chiếu màu đỏ thành màu đỏ, màu xanh thành màu xanh, không tự đổi màu của vật. Con người có thể làm được thuận theo duyên, tùy duyên mà thích ứng hay không. Gương có thể phản chiếu ra hình ảnh của vật, nhưng nếu mặt gương bị phủ một lớp bụi, thì hình ảnh phản chiếu sẽ bị mờ nhạt mà không được rõ ràng. Tâm của con người cũng như mặt gương vậy. Một khi tâm người là sáng tỏ, thì nhìn núi ra núi, nhìn sông ra sông. Nếu tâm của một người đã bị che lấp bởi một lớp bụi danh lợi tình nơi trần thế, thì sẽ khó có thể nhìn ra gì sáng tỏ. Mọi người đều có thể giữ tâm trong như gương sáng, thì dù cảnh vật bên ngoài có biến đổi ra sao đi nữa, người ấy vẫn có cái nhìn thanh tịnh rõ ràng, không bị mê hoặc cảnh chuyển mà tâm không chuyển. 2. Giữ tâm thiện lương trước hoạn nạn. Vào thời nhà Hán, có một người tên là Triệu Hiếu. Anh này có một người em trai tên là Triệu Lễ. Một năm nọ, mùa vụ thất thu, ai nấy đều bị đói. Có một đám cướp chiếm lấy núi Nghi Thu. Chúng bắt Triệu Lễ đi và muốn ăn thịt. Triệu Hiếu vội chạy đến chỗ bọn cướp, khẩn cầu chúng. Triệu Lễ là người có bệnh, hơn nữa còn rất gầy yếu, không ngon đâu. Tôi rất mập mạp, tôi tình nguyện thay cho em trai mình để các ông ăn thịt. Xin các ông hãy thả em trai tôi. Bọn cướp còn chưa mở miệng nói, thì người em trai sống chết cũng không chịu và nói rằng, tôi bị bắt nghĩa là phải chết, đây cũng là số mệnh của tôi, đại ca tôi có tội gì chứ? Hai anh em ôm chầm lấy nhau khóc lớn, bọn cướp cũng bị họ làm cho cảm động, nên thả cả hai anh em ra. Việc này truyền đến tai nhà vua, ngài ra lệnh phong cả hai anh em làm quan. Người xưa có câu, nhân chi sơ, tính bản thiện. Đây chính là điều đã được đúc kết được từ sự cảm ngộ và nghiên cứu về con người. Giữ vững tấm lòng lương thiện là một sự lựa chọn và cũng là một phẩm chất đạo đức. Sự thiện lương của bạn sẽ luôn giúp bạn có được sự đền đáp mà bạn không ngờ đến. Cũng giống như hai anh em Triệu Lễ, cuối cùng họ đã tự cứu được mình khi gặp nguy nan nhờ sự lương thiện, coi trọng đạo nghĩa. Họ không ngại làm điều tốt, không chỉ giúp được người khác mà còn giữ lại được phúc cho bản thân. 3. Giữ tâm kiên định trước dòng đời vạn biến. Cổ ngữ nói, ngắm núi cao dài bận lòng, gặp biển rộng ngộ bao dung. Cho dù là gió rít kêu gào hay mưa rơi bão tuyết, thì núi cao vẫn sừng sững bất động. Gió to bất quá chỉ có thể thổi chết cỏ cây, nhưng không cách nào có thể làm lay chuyển được núi. Một người có tâm vững như núi cao, tín niệm vững như bàn thạch, thì hết thảy
những sự tình trong thế tục, những phỉ báng hãm hại đều sẽ trở thành nhỏ bé như cơn gió nhẹ mà thôi. Làm sao có thể khiến người ấy ngã được? Câu chuyện bắn cung sau đây tả rõ tâm trạng của người trí nhân điềm tĩnh như thế nào. Liệt Ngự Khấu cùng với Bá Hôn Vô Nhân bắn cung. Liệt Ngự Khấu tay cầm cung, chỗ cùi chỏ để một chung nước, bắn liên tiếp mấy phát mà mặt nước trong cái chung không chao động. Bá Hôn Vô Nhân nói: "Cái cách bắn ấy là cách bắn của người quá lo trong việc bắn, chưa phải là cách bắn của người thản nhiên đến việc bắn. Anh hãy đi với tôi lên núi cao kia, kiếm chỗ gần hố sâu thẳm và bắn. Chừng ấy sẽ biết anh còn giữ đặng cái vẻ điềm tĩnh ấy nữa không." Hai người cùng đi. Bá Hôn Vô Nhân đứng tận bên mé hố, chân đứng nửa trên mặt đất, nửa ngoài không, nghiêng đầu ra sau và giương cung lên. Liệt Ngự Khấu thấy vậy, mồ hôi thoát ra, sợ quá, té xỉu trên mặt đất. Bá Hôn Vô Nhân cười: "Bậc chí nhân, con mắt trên ngó tận mây xanh, dưới xem tận đáy đất, ngoài xem tận chân trời, mà lòng vẫn không biết nao núng. Có như thế, thời mới bắn được cái bắn thản nhiên, chứ như anh, chưa gì cặp mắt đã hốt hoảng lo sợ, thì có bắn, làm gì mà bắn cho trúng đạn. Người ta chỉ biết sống trong yên ổn, và chỉ biết tìm yên ổn mà thôi. Ở trong cảnh yên ổn mà hành động thì dễ để gìn giữ vẻ thản nhiên bình tĩnh, nhưng đến khi gặp cảnh không yên ổn cho thân mình, thời luống cuống như kẻ mất hồn, làm gì nên trò trống. Biết sống trong cảnh thường mà không biết sống trong cơn biến, người thế ấy không bao giờ giữ được tinh thần điềm tĩnh. Và cuối cùng là giữ tâm trong sạch, không giấy bùn nhơ. Bạn không thể ngăn cản được phồn hoa, cũng không thể bắt thế nhân từ bỏ danh lợi. Nhưng bạn có thể lựa chọn bắt đầu từ chính bản thân mình, từ chính nội tâm của mình. Trong thế gian ồn ào huyên náo này, nếu con người có thể giữ thân trong sạch, bảo chỉ được nội tâm cao quý, thì đó chính là bước đầu để cải biến hoàn cảnh, cải biến người khác. Người có thể làm được như vậy, cũng tự nhiên sẽ giống như một cành hoa sen thơm ngát, mọc lên từ bùn lầy mà không hề vấy bẩn. Hứa Hành là một học giả nổi tiếng, đồng thời là danh thần triều nhà Nguyên. Ông chính là người trong bùn lầy mà không lây nhiễm. Trong Nguyên Sử có ghi lại câu chuyện kể về ông rằng: thời Nguyên Thế Tổ, Hứa Hành được phong tập hiền đại học sĩ, kim quốc tử, giám tế tử. Một lần, ông cùng mọi người đến vùng ngoại ô du ngoạn. Hôm đó trời nắng nóng, mọi người thấy rất khát nước. Vừa hay ở bên đường có một cây lê cổ thụ rất lớn, lại nhiều quả. Mọi người ai nấy đều nhanh chóng hái cho mình những quả lê to nhất và thưởng thức. Chỉ duy nhất có Hứa Hành ngồi im lặng dưới gốc lê hóng mát. Nhiều người nhìn thấy Hứa Hành dửng dưng như vậy thì ngạc nhiên hỏi: "Sao ông không hái lê ăn như mọi người?" Hứa Hành thản nhiên đáp: "Thứ không phải của mình, không thể tùy tiện lấy." Có người nói: "Đây chẳng qua chỉ là một cây lê không có chủ mà thôi, vì sao không thể hái lê ăn chứ?" Nhưng Hứa Hành vẫn nghiêm giọng nói: "Lê vô chủ nhưng tâm ta có chủ. Cây lê này cũng có thể thực sự không có chủ nhân, nhưng trong tâm chúng ta chẳng lẽ không có chủ nhân sao? Nhất định tùy tâm sở dục, lấy thứ không phải của mình là đúng sao?" Hứa Hành mặc dù bị mọi người chế giễu, châm chọc, nhưng ông vẫn tự hạn chế được mình, thủ vững được chuẩn tắc làm người trong nội tâm. Ông cũng luôn chú trọng học tập, thấu hiểu đạo lý làm người, không để những cám dỗ về danh lợi mê hoặc, dốc lòng tu tâm dưỡng tính, cuối cùng trở thành một doanh nhân trong lịch sử. Rất nhiều sự việc nhỏ nhặt trong cuộc sống sẽ thể hiện ra thế giới nội tâm của một con người, giống như là một sự việc nhỏ bé của Hứa Hành đã thể hiện ra một nội tâm cao quý, luôn giữ vững nguyên tắc của ông. Con người ai cũng cần có nguyên tắc sống và làm việc đúng đắn như vậy thì mới có thể giữ được sự cao khiết của nội tâm khi đạo đức và dục vọng phát sinh xung đột. Biết nhìn nhận lại hành vi của mình, tạo cho mình thước đo thân tâm như vậy, thì cho dù ở vào những thời khắc mấu chốt cũng sẽ không bị áp lực bởi ngoại cảnh mà buông thả phẩm đức của mình. Quý vị thân mến, có lẽ
chúng ta chỉ là một hạt bụi nhỏ nhoi trôi dạt không đến, không đi, một chén nước sôi bình đạm không màu, không vị, nhưng cuối cùng đều thành một nắm đất vàng bị tháng năm phủ đầy rêu biếc, bao trùm lên một đời dung dị. Đá cẩm thạch như thế nào mới có thể biến thành pho tượng sinh động? Một nhà điêu khắc nói, rất đơn giản, chỉ cần chạm khảm hết đi những chi tiết không cần thiết là được. Đời người cũng giống như vậy, bỏ đi những thứ rườm rà, phức tạp thì tự sẽ trở thành đơn giản như thế. Sống mới được thản đãng. Mà để có thể buông xuống mọi được mất ở đời một cách bình thản thì mỗi người phải luôn tu dưỡng tâm hồn mỗi ngày. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.